có thể tăng lãi suất 9 lần liên tiếp. Vận hành tuyến tàu chở hàng đầu tiên giữa Trung Quốc và Đức. Xu hướng đầu tư vào metaverse tại Trung Quốc. Xin kính chào quý vị khán giả, vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đang theo dõi Kinh tế 24 giờ được phát sóng trên truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có khả năng tăng lãi suất 9 lần trong 9 cuộc họp liên tiếp sắp tới. Đó là dự báo vừa được ngân hàng JP Morgan đưa ra. Theo nhóm chuyên gia của ngân hàng này, thì Fed có thể nâng lãi suất lên 9 lần, mỗi lần là 0,25 điểm phần trăm từ nay đến đầu năm sau nhằm kiểm soát tình hình lạm phát. Trong bối cảnh chỉ số CPI của Mỹ đang chứng kiến mức tăng lớn nhất trong gần 40 năm qua. Trước đó, thì một ngân hàng khác đó là Goldman Sachs cũng dự báo là Fed có thể tăng lãi suất 7 lần trong năm nay. Những nhận định trên thì cũng được củng cố khi mà nhiều quan chức của Fed lên tiếng kêu gọi cơ quan này điều chỉnh trong chính sách tiền tệ. Tuần qua đã chứng kiến sự biến động mạnh của thị trường vàng thế giới với vai trò là tài sản trú ẩn an toàn khi mà căng thẳng Ukraine và Nga leo thang. Trong tuần qua thì giá vàng thế giới vượt ngưỡng là 1.900 đô la Mỹ một ao, tăng 2,4% và tăng mạnh nhất trong 9 tháng qua. Giá vàng đang phụ thuộc vào những diễn biến địa chính trị liên quan đến cuộc khủng hoảng Nga ukraine Mặt khác, giới đầu tư vẫn mạnh tay bán cổ phiếu khiến cho thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc đỏ sàn. Ở vàng được dự báo là vẫn thu hút rất nhiều nhà đầu tư nếu chưa có giải pháp cho tình huống căng thẳng giữa Nga và Ukraina. Trong khi đó vừa qua tuyến đường sắt vận tải hàng hóa hai chiều đầu tiên giữa Trung Quốc và châu Âu nối thành phố cảng Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông Trung Quốc với Mahem của Đức đã bắt đầu đi vào hoạt động. Theo tập đoàn điều hành tuyến đường sắt Shandong High Speed Group thì chuyến tàu đầu tiên khởi hành từ Thanh Đảo và chở nguyên liệu hóa chất thô, phụ tùng ô tô, nhu yếu phẩm hàng ngày và các hàng hóa khác trị giá khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ. Cùng ngày thì một đoàn tàu chở đầy vật liệu khác cũng rời Mahem ở Đức và dự kiến sẽ đến Trung Quốc vào giữa tháng 3 tới đây. Năm 2021 đã có hơn 1.800 chuyến tàu hàng Trung Quốc, châu Âu đã qua đỉnh Sơn Đông. Và thông qua 51 tuyến tàu quốc tế thì hàng hóa từ Sơn Đông có thể đến 54 thành phố và 23 quốc gia dọc theo tuyến đường trong khuôn khổ sáng kiến, vành đai và con đường của Trung Quốc. Thưa quý vị, với việc giá dầu thô trên thị trường quốc tế vẫn đang ở mức cao, thì các nhà máy lọc dầu ở châu Á đang tìm mọi cách để có thể tăng năng suất vận hành nhằm tận dụng lợi nhuận từ mảng sản xuất nhiên liệu. Theo Bloomberg, thì uh, bất chấp giá dầu thô tăng biên lợi nhuận của mảng sản xuất dầu diesel và xăng đã tăng lên gần mức trước đại dịch uh, do tồn kho nhiên liệu trên toàn thế giới đang ở mức thấp. Tận dụng cơ hội này, thì các nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc không bị hạn chế hoạt động bởi công tác bảo dưỡng đều đang nỗ lực gia tăng công suất chế biến, các doanh nghiệp kỳ vọng là mức biên lợi nhuận cao của mảng lọc dầu thì sẽ duy trì trong nửa đầu năm nay vì một số nhà máy lọc dầu ở châu Á sẽ tiến hành bảo dưỡng theo định kỳ trong quý 2 tới đây. Quý vị đối với giới công nghệ thì trong thời gian qua chưa bao giờ thuật ngữ metaverse được nhắc đến nhiều như vậy. Metaverse hay có thể hiểu là vũ trụ ảo đang phát triển rất nhanh. Theo Bloomberg thì năm 2020, giá trị thị trường của metaverse đã đạt gần 500 tỷ đô la Mỹ và có thể lên tới con số là 800 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Trên khắp thế giới nhiều gã khổng lồ công nghệ như là Facebook hay là Microsoft đã bắt đầu tham gia cuộc đua xây dựng vũ trụ ảo và cho thấy những tham vọng không hề nhỏ. Và dĩ nhiên là Trung Quốc cũng không thể đứng ngoài cuộc chạy đua này và chứng kiến nhiều công ty gia nhập thị trường Metaverse. Chỉ trong năm ngoái thì hơn 1.000 công ty Trung Quốc bao gồm các tên tuổi lớn như là Alibaba và Tencent công bố hơn 10.000 nhân, liệu, nhân hiệu nhãn hiệu liên quan đến Metaverse. Anh Zhu là giám đốc điều hành của một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tại thủ đô Bắc Kinh. Anh cho biết đang tập trung đáp ứng nhu cầu của các khách hàng Trung Quốc muốn được trải nghiệm nhập vai vào thế giới ảo. Hơn một nửa số khách hàng là thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 17, những người có yêu cầu rất cao về chất lượng hình ảnh và chuyển động. Công việc của chúng tôi đang làm là tạo ra hình đại diện avatar cho khách hàng. Yêu cầu đầu tiên, hình đại diện phải trông giống như người thật. Tiếp đến bởi vì ai cũng muốn avatar của mình trông thật hoàn hảo, nên chúng tôi phải thực hiện nhiều giải pháp khác nhau để đáp ứng mong muốn của họ. Thứ ba, chúng tôi cần tạo ra các công trình vật thể ảo. Chúng tôi tạo ra các vật thể này dựa trên các cấu trúc phổ biến ngoài cuộc sống. Các đô thị cấp 1 như Bắc Kinh và Thượng Hải đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ số lượng các công việc liên quan đến metaverse như viết kịch bản và thiết kế đồ họa. Các nhà thiết kế được yêu cầu tạo ra những bối cảnh sinh động và hấp dẫn với người dùng. Là những người phụ trách tạo ra bối cảnh ảo chúng tôi phải trao đổi rất nhiều với các bộ phận đồ họa, bộ phận lập dự án cũng như những người phụ trách kỹ thuật để đi đến cùng một ý tưởng chung cho kịch bản. Sau đó chúng tôi sẽ quyết định xem nên sáng tạo như thế nào và trao đổi ý tưởng đó với khách hàng. 8.000 tỷ đô la Mỹ là giá trị của thị trường metaverse của Trung Quốc trong những năm tới theo dự báo của Morgan Stanley. Con số này không khó để đạt được khi các ông lớn công nghệ với đầy kinh nghiệm về dịch vụ trực tuyến cơ sở dữ liệu đang từng bước phát triển Metaverse. Có thể kể đến Tencent, công ty game số một thế giới đang đầu tư mạnh vào Metaverse trong các trò chơi ảo. Metaverse là tương lai của mạng xã hội. Tất cả các gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc đều phải nắm lấy cơ hội này để tìm ra những phương thức mới để thu hút thế hệ người dùng Internet trẻ tuổi. Điều này rất quan trọng bởi ở thời điểm các mô hình kinh doanh của họ trên điện thoại thông minh và Internet di động đã hoàn thiện. Trong khi đó, ByteDance, công ty mẹ của TikTok đầu tư vào thế giới ảo, mạng xã hội, còn Alibaba thì tung ra kính thực tế tăng cường cho các cuộc họp ảo. Trong khi đó, các công ty nhỏ cũng đang nỗ lực tận dụng các cơ hội từ làn sóng Metaverse tại Trung Quốc. Corrigin, một công ty chuyên về chip tại Thượng Hải là một ví dụ khi hãng đang nghiên cứu các dòng chip xử lý phục vụ cho thiết bị thực tế ảo. Metaverse có hai thành phần chính là hạ tầng thiết bị phần cứng và các nội dung, dịch vụ số bên trong để đem lại trải nghiệm sống động cho người dùng. Phần cứng phải được trang bị các chip xử lý mạnh như của chúng tôi. Có thể nói Metaverse đang được xem là một trong những vùng đất mới mà ngành công nghệ Trung Quốc có thể tạo dựng vị thế. Giới chức Trung Quốc hiện coi Metaverse là một trong những lĩnh vực cạnh tranh chính của nền kinh tế số toàn cầu. Theo Bộ Khoa học Công nghệ Trung Quốc, Vũ trụ ảo metaverse là một xu hướng quan trọng phải phát triển. Ủy ban metaverse tại nước này đã phát thảo 6 xu hướng chính của metaverse. Đáng chú ý là sự hội nhập sâu rộng giữa nền kinh tế thực và nền kinh tế số, dữ liệu trở thành tài sản cốt lõi, toàn cầu hóa của nền tài chính số phi tập trung. Các chuyên gia dự báo doanh thu khổng lồ từ vũ trụ ảo tại Trung Quốc sẽ sớm quay lại kích thích mạnh nền kinh tế thực. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.